Một căn nhà vườn ven thành phố Đà Lạt với tổng diện tích 1.000 m², ghi nhận trên sổ 400 m² thổ cư. Trên đất hiện tại đã có sẵn một căn nhà cấp 4, một nhà kho, ao cá. Sân vườn được trồng bonsai, cây ăn trái, nằm trong khu dân cư hiện hữu, hạ tầng hoàn thiện, thế đất cao ráo, bằng phẳng. Trước nhà có cảnh quan hướng về dãy núi Voi, cách địa phận thành phố Đà Lạt 13 km theo hướng đèo Tà Nung. Mang kia ở mắt mẹ, trong lành, hiện bất động sản đang được gia chủ chào bán với giá 2 tỷ 500 triệu, phù hợp khách hàng mua định cư, nghỉ dưỡng. Mến chào quý anh chị, vị trí hiện tại đang đứng thuộc khu vực xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Và hôm nay giới thiệu với anh chị một căn nhà vườn có tổng diện tích là 1.000 m². Trên đất đã có sẵn 400 m² thổ cư. Giá thành hợp lý thì anh chị sở hữu chỉ 2 tỷ 500 triệu thôi quý anh chị. Mình có sẵn nhà này, vườn là cây ăn trái này, sân đậu ô tô này, có ao hồ này, nằm trong khu dân cư hiện hữu này. Hạ tầng hoàn thiện. Có view cũng khá là đẹp nha quý anh chị. Quang cảnh ở quanh đất này, giữa thế bao quanh là núi đồi, kia là dãy núi Voi đó quý anh chị. Hướng giáp về thành phố Đà Lạt. Vị trí này cách với thành phố Đà Lạt là 20 km và đi về trung tâm thành phố là khoảng 28 km nha quý anh chị. Đi theo hướng đèo Tà Nung. Khí hậu đây cũng rất là mát mẻ, trong lành. Chênh lệch với Đà Lạt khoảng từ 2 đến 3 độ C thôi. Và bây giờ em sẽ chia sẻ cái tổng quan của lô đất ha. Mình sẽ đi từ bên ngoài hạ tầng trước rồi mình vào bên trong căn nhà sau. Anh chị thấy thì trước đất của chúng ta là đường bê tông hiện hữu. Đường bê tông là rộng 4,5 m nha quý anh chị. Sử dụng là đường điện nhà nước. Đã có đèn đường chiếu sáng ở trên lối đi rồi. Anh chị thấy xung quanh chúng ta nhà cửa, nhà dân đều đã có hết rồi. Mình không sợ là ở khu vực hoang vu hẻo lánh ha. Đó, cái trục đường này thông vào bên trong cũng còn dân cư khá là nhiều. Lô đất này có chiều ngang là 31,8 m. Ranh giới là theo cái bờ rào bao quanh đất đó quý anh chị. Toàn bộ đất xung quanh đều đã được rào lưới B40 rồi. Đảm bảo cái ranh giới diện tích mình sử dụng. Đây, sang tới bên này. Qua bên trái của mình là 31,8 m nha quý anh chị. Pháp lý là sổ hồng riêng. Chiều dài một cạnh là 38 m, một cạnh là 29 m. Chúng ta sang tới bên này là 31,8 m, dài xuống phía sau kia là 38 m đó quý anh chị. Cảnh quan bao quanh rất là đẹp, thế đất cao bằng phẳng, không có bị dốc. Hạ tầng hoàn thiện, đèn đường này. Giá chúng ta sở hữu chỉ có 2 tỷ 500 triệu thôi. Bao quanh đất thì được rào vây và có trồng xen thêm những hàng thông làm tiểu cảnh. Tổng diện tích là 1.000 m², ghi nhận trên sổ đó quý anh chị. Và 400 m² đất ở. Tặng thêm căn nhà. Đây là lối đi vào này. Ô tô có thể di chuyển vào thoải mái. Sân đậu cũng khá là rộng. Sân này chúng ta có thể đậu được khoảng 6 đến 7 chiếc ô tô đó quý anh chị. Đây là tổng thể căn nhà cấp 4 của mình. Căn nhà này là gia chủ tặng kèm thêm đó. Anh chị nào mình sở hữu mình được thêm một căn nhà. Có thể giữ lại hoặc tu sửa. Còn nếu như không sửa được thì mình có thể xây mới theo sở thích của mình. Nhưng mà em thấy thì theo cái dạng nhà như thế này, mình có thể tu sửa lại sơ bộ là mình có thể ở lại nghỉ ngơi rồi. Giờ em sẽ đi vào trong căn nhà, anh chị mình xem ha. Nhà thì bên trong có một phòng khách, 3 phòng ngủ đó anh chị. Là không gian phòng khách này. Nhà là nhà xây. Đây là phòng ngủ thứ nhất này. Đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Phòng ngủ này có cảnh quan là ngoài rất là đẹp. Mình làm cái không gian này làm bằng kính hết á, thì sẽ được bao quát cái toàn cảnh ở phía trước đó quý anh chị, nhìn rất là đẹp. Cửa là bằng cửa sắt, lao phong là lao phong nhựa.
Đây là phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ thứ hai cũng giống như phòng ngủ thứ nhất. Diện tích là khoảng được 10 mét vuông đúng không chị? Đây, phòng ngủ này phòng ngủ rộng nhất thì được khoảng gần 20 mét vuông. Đây là không gian phòng ăn và phòng bếp này. Đây là cái gian bếp này quý anh chị. Có sẵn nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh. Đây là phòng tắm này. Nhà này là gia chủ tặng kèm mình đó. Anh chị nào mình muốn thì mình có thể cải tạo lại. Nhà vẫn còn khá là kiên cố và chắc chắn nha quý anh chị. Đây là một cái khu vực nhà kho nữa. Gia chủ để đựng nông sản đó quý anh chị. Ở trên này thì thường là trồng cà phê thì sẽ có kho cà phê riêng để mình giữ cho chất lượng cà phê lúc nào cũng không có bị ẩm ướt. Nhà này xây được từ lâu rồi. Bên này sẽ có thêm một phần ao cá ở trước đất này, là mặt hướng thủy luôn và hướng về núi luôn, cảnh quan rất là đẹp. Trên đất hiện tại thì trừ phần xây dựng ra thì chúng ta còn khoảng được gần 700 mét vuông là trồng cây xanh, cây cảnh và rau mùi. Bên này có riềng, có lá lốt này. Bên này có cây bơ này, đây là cây tắc này quý anh chị. Có thêm một số cây xanh, cây cảnh ở trước nhà. Này có cây cau này, cau cảnh luôn. Đất được rào vây hết rồi. Đằng trước này anh chị có thể làm một cái sân vườn ở đây, cải tạo lại trồng cỏ, cái giạt này, một cái chòi ở bên góc bên này, ngắm view toàn cảnh về dãy núi voi kéo dài giáp với thành phố Đà Lạt, nhìn khung cảnh rất là bình yên. Tiếp tới bên hông nhà là gia chủ cũng để trống ra để trồng cây ăn trái đó quý anh chị. Này có đu đủ này, có sầu riêng này. Thì những cái cây này nó sẽ có tán rộng, thì cái phần dưới đất trống còn khá là nhiều. Anh chị nào muốn thì mình có thể cải tạo sơ bộ lại, rồi mình trồng những cây rau và những cây hoa mà mình yêu thích lên cái khuôn viên này thành một cái khoảng xanh cho khu vườn của mình. Đây là cây mận, cây roi đấy các anh chị. Sân vườn còn lại rất là rộng. Đây, đang được để trống này. Trước đó thì có trồng dâu để nuôi tằm đó. Nhưng mà hiện tại mới cắt ra để cho đợt mới mọc. Từ đây di chuyển ra trục đường chính DT725 chỉ 1 km thôi. Và mình cách với ủy ban chỉ khoảng 1,5 km thôi quý anh chị. Đầy đủ tiện ích sống, trường, chợ, ủy ban. Chị có thể thấy cái phần tổng thể xây dựng rất cũng khá là dài ha. Nhà này, nhà kho cũng xong này. Đây là sân vườn. Ở phần đuôi đất là 34m, mà tiền trước là 31.8m. Ranh giới đất đều được rõ ràng hết rồi, mình không có sợ bị lấn ranh. Sau mức giá này mình sở hữu ở bất động sản vùng ven thì sẽ được sổ hồng riêng, sẵn thổ cư, điều kiện hạ tầng di chuyển cũng khá thuận lợi. Nếu như anh chị nào mình không quá quan ngại về tiện ích trong trung tâm thành phố thì mình có thể lựa chọn những cái sản phẩm vùng ven. Em thấy cũng khá hợp lý. Đây là cái khoảng sân vườn còn đang để trống đó quý vị. Mình cải tạo lại thành vườn rau này, vườn hoa này, trồng các loại bonsai. Chất đất đây là chất đất đỏ ba gian, rất là màu mỡ, thổ nhưỡng rất là tuyệt vời cho cây trồng sinh trưởng. Hiện tại đang vào mùa mưa nhưng mà hôm nay trời nắng, có thể là buổi chiều thì mới mưa được quý anh chị. Trong xanh rất là đẹp.
khung cảnh rất là yên bình. Vị trí này cách với sân bay là khoảng 25 km nha quý anh chị. Mình di chuyển toàn bộ đều là đường bê tông và đường nhựa. Theo hướng này chúng ta sẽ di chuyển ở đường tỉnh lộ 725 này quý anh chị. Theo hướng này để tay trái là tỉnh lộ 725. Toàn bộ tiện ích sống, trường, trạm, chợ, ủy ban của mình đều ở trong đó. Hiện tại thì chỉ dùng bồn nước lạnh thôi. Anh chị mà muốn dùng thêm nước nóng thì mình có thể ráp thêm. Bồn nước nóng, năng lượng mặt trời ở đây khoảng là 15 triệu cho một bộ. Sân vườn có hết rồi. Mình sở hữu, tu sửa, bài trí lại theo sở thích là mình có thể sử dụng được ngay. Khí hậu mát mẻ, trong lành, cảnh quan cũng khá là đẹp. Theo khuôn viên đằng trước này hướng mặt về núi thì mình có thể cải tạo thành khuôn viên nhà chòi, làm những bữa tiệc nướng buổi chiều. Ở đây cảnh quan này cũng khá là tuyệt vời. Nếu anh chị nào mình quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để ở phần mô tả để có thể đưa anh chị tới để có cảm nhận khách quan nhất. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành.